Hello, xin chào tất cả anh em chào mừng anh em đến với channel youtube của mình hãy nhá sau này mình sẽ tiếp tục trở lại với quay thú anh em ạ với mức vốn này mình mang vào là 900 k nhá rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục tham khảo với những cửa gần nhất ở đây anh em này ai gần nhất ở đây đã về cho mình hai cửa thú anh em nhá ok chưa ấy đã về hai cửa thú anh em ạ rồi lại tiếp tục về cho mình cửa gấu này ấy là về ba cửa thú rồi nha. ấy đã về ba cửa thú liên tục rồi, thì à, bây giờ mình sẽ tiếp tục à, tham khảo với cửa tiếp theo. ở đây à, mình sẽ à, à, tiếp tục đi à, với à, cửa gần nhất anh em nhá Đấy, mình sẽ bắt nhịp tiếp với hai cửa thú và hai cửa chim anh em ạ. và hai cửa thú mình sẽ đi với cửa gấu và cửa khỉ, ok chưa? ạ và đồng thời mình sẽ đi hai cửa chim và à, chim hai uh, và sáu anh em nhá đây rồi anh em à như vậy đã về cho mình cửa gấu rồi à, như vậy là thành công cho mình 200 k anh em nhá mình đã có một mét sáu rồi anh em ạ ok rồi thì bây giờ mình sẽ à, tiếp tục à, cửa tiếp theo anh em nhá ở đây à, đã thành công về cho mình cửa gấu rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục à, tham khảo cửa tiếp theo chắc chắn là mình chỉ tham khảo thôi anh em ạ mình sẽ không à, à, đặt cửa này anh em nhá ok chưa nếu như mà cửa này anh em ạ tiếp tục đổi về cho mình cửa chim thì chắc chắn cửa sau mình sẽ đi cửa chim. Còn tiếp tục về cửa thú anh em ạ thì chắc chắn mình sẽ đi cửa thú. Ok chưa? Như vậy là về cho mình cửa chim rồi. À, về cửa chim rồi anh em nhá. Ok chưa? Đây về cửa chim rồi. Chắc chắn thì mình sẽ tiếp tục tham khảo cửa tiếp theo. Đấy đã về cửa chim với cửa à chim một câu rồi thì bây giờ mình sẽ à, đi với à, một cửa tham khảo 500 vào cả hai anh em nhá xem có về thành công cho mình tiếp tục cửa chim không hay là đổi sang cửa thủ anh em ạ ok chưa đây rồi như vậy chắc chắn rồi anh em ơi chắc chắn đổi rồi đấy, như vậy là cửa thứ hai mình đã không thành công rồi anh em ạ đấy, mình bắt nhịp với cửa thủ x2 ai vào 500 và đã không thành công rồi thì bây giờ không mình sẽ à, tiếp tục à, đi cửa thứ ba à, anh em nhá À, sau khi mà hai cửa thì mình chỉ thành công một cửa và một cửa mình không thành công rồi và chắc chắn anh em ạ à, cửa này mình sẽ tham khảo thôi à, anh em nhá xem mà về cho mình cửa thủ hay là cửa chim đây rồi anh em ạ à, như vậy đã về cho mình con cá trắng rồi À, như vậy là không thành công về chim hay là cửa thú anh em nhá Như vậy là cửa này mình chỉ tham khảo và chuẩn luôn anh em ạ à, quá rõ ràng rồi em nhá Ok rồi thì đã tham khảo chuẩn về à, cửa chim rồi em ạ thì à, à, bây giờ mình sẽ đi vào gom X2 em này ai mình sẽ đi à, một mét luôn và đồng thời anh em ạ mình sẽ đi lại với ca trắng luôn anh em nhá với mươi. nếu như mà cửa này thành công cho mình thì chắc chắn là à, dễ dàng hơn một chút xíu rồi anh em ạ Đúng rồi, dễ dàng hơn rồi anh em ơi Như vậy đã về cho mình cửa chim thật sự rồi Đấy, thành công rồi anh em nhá Lên được uh, gần 2 mét là chắc chắn rồi Đấy, mình đã quá uh, chắc chắn anh em ạ Đấy, Tham khảo rất kỹ rồi mới uh, đặt Chứ không phải là mình uh, đặt rất nhanh đâu anh em nhá Không có đâu anh em ạ, mình phải tham khảo kỹ rồi Đấy, Hầu như là một cửa mình thành công và một cửa mình chỉ tham khảo thôi Và tất nhiên anh em ạ, cửa này mình sẽ tiếp tục uh, đi lại với cửa thú anh em nhá. Mình sẽ đi vào với cửa đội luôn Ok chưa Ui sợ ơi vừa đẹp luôn anh em ạ Vừa đẹp luôn Như vậy đã về một mét rưỡi cho mình Cửa thú luôn anh em này Đấy mình chỉ gom lại x2 thôi anh em nha Mình sẽ không đi với cả cửa thú anh em ạ Như vậy đã thành công cửa x2 hai cửa liên tục luôn Và mình đã lên được 3 mét tốt giỏi à, Như vậy là quá ok giỏi anh em nhá. Và tất nhiên anh em ạ Mình đã thành công hai cửa x2 rồi một cửa chim và một cửa thú anh em ạ cho nên là cửa này mình sẽ tiếp tục ở lại với tham khảo anh em nhá à, lại tiếp tục về cho mình cửa thỏ tiếp rồi anh em này Đấy à, đá về hai thỏ luôn và trước hai thỏ đá giao nhau với én anh em này trước én thì giao nhau tiếp tục lại về cá trắng ok chưa và đặc biệt giới cá trắng thì chỉ có đi cơ đổi một một thôi cho nên là mình đã tham khảo rất chuẩn anh em nhá à, ok rồi thì hiện tại mình đã được lên 3 m 4 rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đi với 5 cửa luôn anh em nhá. Và mình chắc chắn sẽ gấp căng luôn anh em ạ. 24 cửa hai cửa chim và hai cửa thú rồi. Ok rồi anh em ạ, như vậy đã về cho mình 500 vào cửa thọ rồi. ai và thêm một mét vậy hại nữa anh em nhá. mình là có lên được 5 m 3 rồi. Đấy tuyệt vời quá anh em ạ. Đấy như vậy hôm nay mình đã thành công được như vậy là thành quá ngon rồi thì chắc chắn là mình sẽ nghĩ thôi anh em nhá sẽ nghĩ ở đây thôi với mức vốn này mang vào chỉ là một mét thôi anh em ạ và trong vòng hơn 5 phút thôi hai mình đã thành công lên được 5 mét ba anh em nhá và hôm nay mình chủ yếu thành công trên cửa gấp thiếp anh em ạ và cửa hai là chủ yếu anh em nhá ok chào anh em